Rồi, xin chào tất cả mình là Tuấn Lan Thang đây. Thì ổng dài không có quay bonsai mini đồ thành phẩm để bàn đồ cho anh em mình ha. Thì như ổng dài lo ba cái bông trang với mình làm công chuyện nó cũng quá trời nhiều bạn ơi. Đó, anh em thì cũng có nhiều anh em hỏi rồi sao mà không có quay lên bonsai như hồi trước nhiều. Thì nói chung tại vì lâu bu quá thì các bạn thông cảm cho mình ha. Rồi thì hôm nay tới những ngày sắp tới thì mình sẽ chia ra mình quay mỗi ngày vài cây anh để giao lưu với bạn mình chơi ha. Rồi thì hôm nay mình có 5 cây lên chia sẻ này, mình về có để bạn mình chơi Tết thì chơi ha. Gồm là mai chiếu thủy nè, hồng ngọc mai nè, rồi linh sam 86. Rồi thì đi vào cây đầu tiên ha, là cây mã số 01 ha. Năm mới rồi mình lên cây mã số 01 nha bạn. Đó là một cây mai chiếu thủy, mình bẻ cái dáng này cái dáng này là dáng lạ, dáng quái ha, dáng cái co gắt nó vuông vuông không à. Đó đây, nói chung là lâu lâu sửa cái lạ lạ phá cách đồ chơi ha. Đây chơi co gắt, chơi co vuông luôn các bạn ơi. Đó thì mai chiếu thủy dòng này là mai chiếu thủy trung nhu ha. Đó thì cây đây nè, kéo sẹo, cái mặt sẹo nè mấy tháng trước là mình tán ngang để mình làm cái cây quái này nè. Nó cũng không phải là liễu rủ nha các bạn, nó chơi là cái dáng quái dị luôn đó. Đó dáng độc ha. Nói chung anh em mình chơi mini mà có sưu tầm mấy cái cây quái quái lạ lạ này, bắt cái co này thì phải bắt từ nhỏ nhỏ nha các bạn, chứ bây giờ mà bắt cái co này là thôi coi như bó tay luôn đó. Cây nó đang bông, bữa nay bông thơm lắm rồi, nở cũng 4 5 ngày nay rồi. Nói chung để chơi Tết thì nó ra bông thì chắc hết kịp ra bông à, nhưng mà để nó còn la ra review được đó. Rồi thì đi vào cái thông số của cây ha. Đó đo hoành tổng đế của nó được 20, chỗ này mình đo được là hoành tính hoành 7 thôi. Chiều cao của cây là 38, nó chiều ngang của nó là được 23. Đó, rồi cây này mình xin giao lưu với bạn mình là giá là 800k, mình bao luôn phí ship ha. Đó, bông thì còn lai gai mình chơi được. Là mình ship là mình sẽ ship luôn cái chậu này ha, cây cái phần chậu cũng lâu năm lắm rồi, cây này nằm trên chậu này lâu lắm rồi bạn ơi. Rồi bạn nào có thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi sẵn đây bạn có xem kênh thì nhớ cho mình xin một lượt đăng ký ha, để động viên cái tinh thần của mình. Với khi nào mà mình có ra cái video mới đó thì bạn có thể đón xem, có cây nào ưng ý thì mình giao lưu mình chơi, còn không có thì mình xem coi như giải trí đồ chơi thôi bạn ơi. Đó cây này trong vườn mình làm có một cây một à, sữa ngẫu hứng ha. Đó, cành nó rớt rớt nó giống như liễu rủ nhưng mà đưa cái co nằm tới cái con này ngặt lắm bạn ơi. Đó rồi. Rồi tiếp theo là cây mã số 2 ha bạn, là một cây mai chiếu thủy trung nu. Đó, cây thì tàn nó ấm hiểm hết rồi bạn ơi. Đó, cây thành phẩm. Đó, tàn xương là kín mít hết trơn rồi. Cái này về anh em mình tỉa là mình chơi thôi. Đó, tỉa chơi cỡ chừng thời gian là nó lên san hô là cây này dữ dằn lắm nha các bạn. Đó, bệ đế nó. Cây đế quái nha các bạn. Đó. Đây để mình đưa lại gần camera cho các bạn xem ha. Đây. Nó cái vàng mâm tàn đó nè, đây đó, còn một vài con kẽm là định hình vậy thôi chứ cái này mình ra kẽm mình chơi được ha, để đấm nó nè. Đó cây thành phẩm kính mít à, cây này dự định sẽ nụ chắc là nó vừa đúng Tết nè. Đó, tại vì mình bữa hổm mình lặt lá là đúng ngày rồi. Đó, cây tàn quá trời nó mướt luôn, cây cũng là thùng chậu rồi, đọt nếp chậu cũng lâu năm lắm rồi mà. Quá trời cái đường co quái ha, dành cho anh em nào thích cây thành phẩm mà thân quái gì nè. Đó. À, mình đi vào thông số ha. Đây tổng hoành đế nó mình cho ở chỗ này nó được là 34 nha bạn. Còn thân ở đây thì chắc nó bằng nó hơi cái mình bự hơn. Nói chung là một vài sen mình cho để tham khảo thôi ha bạn. Còn được 8 nè. Chiều cao của cây tính tới mặt chậu là 20 19 thôi bạn ha. Đó, tán ngang của nó được là 30. Đó, cây quá trời kính luôn, cây này mà nó lộ bông một cái là cũng phê lắm mà. Đó thì cuối năm mà lựa một số hàng để bàn cho các bạn mình có để bàn chân Tết rồi đó mình chơi ha.
Rồi cây mã số 02 là mình xin giao lưu của bạn là 1.800k. Rồi mình bao luôn phí ship ha. Rồi vẫn là ship chậu luôn chứ mình không có rút chậu chậu nha các bạn. Đó, bạn nào có thích cây này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Quá trời đã. Rồi tiếp theo là cây mã số 3 ha bạn, 03 là một cây hồng ngọc mai ôm đá. Đó, hồng ngọc mai ôm đá rồi ra ngoài đây mình giật xuống mình sửa là liễu rủ nè các bạn. Nó đang sửa xuống là vẫn còn ôm dây các bạn ơi. Đó, cây nó ôm đá nè. Nói chung cây này mình làm từ hồi cũng nhỏ nhỏ bạn ơi. Nó ôm nguyên tảng đá mình chơi nè, gọn. Đó. Bữa hổm có một số bạn nó có kiếm một ít cây mà mình để bàn đó. Thì đây, cây này để bàn mà gọn hàng một cái cây cảnh mà nó ôm đá gì mình để là nó gọn ha. Liễu rủ này giờ nó mềm mại cái tác phẩm này của mình ha. Đó, cây này thì cũng không có đo được. Đây để đo thử cái chiều ngang của cái chậu này chắc cỡ 10 cm. Đó. Chiều cao của tổng cái chậu với cái viên đá này luôn là 15 cm. Đó, gọn nhẹ để bàn ha các bạn. Đó, cây liễu rủ ha. Ngọc Mai. Rồi, cái mã số 3 này thì mình xin giao lưu với bạn là với giá là 450k mình bao luôn với ship ha. Cây này ôm đá cũng lâu năm rồi. Rồi bạn nào có thích cây này cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi tiếp theo là một cái dĩa tiểu cảnh ha, dĩa tiểu cảnh hồng ngọc mai. Đó, dĩa tiểu cảnh hồng mai sắp đá ha bạn. Đó, một cái dĩa gọn nhẹ để bàn. Đó, bữa hả, tại vì cũng có một số anh em hỏi tiểu cảnh này kia rồi đó. Đây thì thấp rêu rồi, không giờ bỏ khô quá rêu nó không có mướt lắm nha bạn. Đó, cây dáng quyền ha. Đây nè, dáng trực đây này nó có cành quyền xuống nè. Rất là tình tứ nha các bạn. Nói chung là lên có này có kia cho Tết các bạn mình anh em mình có ai muốn sưu tầm về mình để bàn mình chơi ha. Cây này thì nó lên nằm cái dĩa này là 1 năm rưỡi rồi các bạn ơi, nó sắp đá đồ làm cũng lâu lắm rồi. Đây tổng cái dĩa để mình đi chi tiết ha. Chiều cao của tổng cái dĩa tính tới mặt đất tới dĩa là 24. Đó. Thì chiều ngang của nó thì cũng được là 20. Đó, cây hồng ngọc mai thì nó nhỏ thôi, nó bằng ngón út mình thôi bạn ơi. Đã vô dây sửa cũng lâu lắm rồi, sửa cũng 6 7 tháng này rồi. Đó. Dành cho anh em mình nào mình thích cái tiểu cảnh mini để bàn ha. Gọn nhẹ. Đó, bạn nào mà thích gọn nhẹ mà để bàn nói chung là cũng phải cần nắng nha bạn chứ để trong mát hoài thì không có được đâu ha. Rồi thì cái hồng ngọc mai cái dĩa tiểu cảnh hồng ngọc mai này á mình xin giao lưu với bạn là giá là 1.200k mình bao luôn phí ship ha. Dĩa này đi ship là phải thật cẩn thận ha. Đó, bữa nay đáp ứng nhu cầu của anh em không đòi hỏi đó, nó cũng đang bông nữa bạn. Đó, đang bông vậy. Cái này Tết là nó cũng còn bông đều đều mấy cái tược mới ra nè, để bấm là lên bông rồi bạn ơi. Rồi bạn nào thích cái dĩa tiểu cảnh này thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cây tiếp theo là cây mã số 5 ha các bạn. Cây mã số 5 là một cây linh sam 86. Nó tàn cũng cắt cái phơm là tròn tròn rồi, cây đang nụ. Đó, một tí nữa mình đưa vô cho các bạn xem cái nụ ha. Nó cây tàn tròn như tàn nấm rồi, gốc đế thì nó quái rồi nè. Đó, cây mini để bàn mà giá vừa vừa hợp túi tiền cho anh em mình chơi thôi, giá rẻ. Cây thì thuần chậu cũng lâu năm rồi, nó nằm chậu này cũng dám chừng cả năm rồi các bạn ơi. Đó, tại vì mình cũng không có thời gian ra cái chậu mới hoặc là chơi gọt mỏng nữa, mình để nè, anh em mình để bàn đó, để bàn để văn phòng làm việc. Nhưng mà cố gắng phơi nắng cho nó nhiều nhiều nha anh em. Dòng linh sam này nó cũng chịu nắng. Nó nhưng mà ngày nào mình cũng phải tưới nắng ha. Đây cây cái tàn nó tròn rồi. Nó đang đơm nụ nè. Nụ bữa nay nó nhỏ quá, khó chỉ anh em mình coi ha. Đâu rồi? Có cái nụ nào mà nó phượt phượt, nó bự bự được. Đó, nó đơm là cho tới anh em mình chơi Tết là ok ha. Đây nè. Đó là nó có liu riu rồi, tới Tết là nó nở, chắc cây này là vừa Tết luôn các bạn ơi. Rồi cây mã số 5 này cũng là cây cuối cùng trong video ngày hôm nay của mình ha. Rồi mình xin giao lưu giá là 450k, mình bao luôn phí ship ha. Cây gọn gọn để bàn, giá vừa chơi cho anh em mình về trên nhà, trên văn phòng làm việc là cũng ok ha. Rồi thì cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay ha. Để bạn có xem kênh thì nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh ha.
Rồi, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn ha.